kỹ năng nút dây kính chào các bạn. Trên hình là nút gì đây các bạn? Chúng ta có một đoạn dây to với một đoạn dây nhỏ mà chúng ta cần khả năng chịu lực ở vị trí chúng ta buộc rất lớn, thì chúng ta nên sử dụng nút này. Đây là nút giá đỡ. Nút giá đỡ có khả năng chịu lực và độ bám cho dây nhỏ lên dây to. Mình đang sử dụng dây màu trắng là dây nhỏ và dây màu xanh là dây to. Có thể dây màu xanh là đoạn dây thân, dây kẽm, và đoạn dây màu trắng có thể là đoạn dây chỉ câu. Đoạn dây nhỏ nhưng lực chịu tải không kém gì đoạn dây màu xanh, thì chúng ta sẽ thực hiện nút giá đỡ. Và chúng ta cùng thực hiện nút giá đỡ. Nút giá đỡ này các bạn nhìn thì các bạn có thể hình dung ra chúng ta giống như chúng ta thắt một con nhộng về các bạn. Chúng ta sẽ đan. Việc chúng ta đan như thế này sẽ tăng lực ma sát và khả năng chịu lực ở vị trí nút giá đỡ. Để cho nút giá đỡ này phát huy hết hiệu quả của nó thì các bạn cố gắng từng vị trí chúng ta ôm sát ở đoạn dây màu xanh, các bạn phải vừa thắt vừa siết vừa rút lại thì nút giá đỡ chúng ta mới phát huy hết hiệu quả của nó. Phần quan trọng nhất của nút giá đỡ là đây, các bạn phải xỏ vào như thế này thì nút giá đỡ chúng ta mới phát huy hiệu quả của nó. Rồi, như vậy nút giá đỡ của mình đã xong, rất chắc chắn và an toàn rồi các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Hãy sử dụng dây một cách an toàn. Đừng quên share, subscribe, ủng hộ mình nhé.